Tê Quy Tị Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi lăng bạch cổ chính và trước mặt đoài, và để tiếp tục đi xuống phía dưới tại là đó thì một ngày mới rực rỡ may mắn tiền tài ở nơi lăng bạch cổ chính thì đã cho về tiền tài 38-83 ở miền Nam đấy, miền Bắc 83 đấy. Rồi thì ai tiền tài để mà tại là cổ chính đã cho hiển linh cũng như người dưới lăng bạch này đó thì rất linh thiêng để đem đến tiền tài, và tôi cũng không thấy ai tại lại nơi cổ chim này đấy đã cho vợ tiền tài nằm bắt đấy mà cũng không thấy ai tại lại. Rồi để rồi bắt nợ cổ chim ở đây thì điều gì tôi không biết được điều đó. Thì một ngày mới này trời cũng đang bầu trời rất là đẹp. Đấy. Hiện tại ở đây thì cũng không có gió, một ngọn gió nào. Rồi thì tôi sẽ xuống phía dưới. Thì ai hiện tại ủng hộ để tệ lệ trên màn hình hoặc chỉ nhắn tin đều có để mà tệ lệ. Thì hiện tại ở đây trời rất là êm. Thì tôi đang xuống phía dưới đây. Thì ngày hôm nay thì không có một ngọn gió nào. Đó, không có một ngọn gió nào cả. Ngày hôm qua thì gió rất là mạnh. Tôi đang đi vào phía bên trong. Đi vào phía bên trong đây. Đó thì một nơi vắng vẻ thì đã cho vợ tiền tài nội ốc cục ở đây. Thì một ngày mới ở đây ấy, trời cũng đang không có một ngọn gió nào. Thì một lát nữa tôi sẽ đặt đồ lên hương. Ở chỗ này đều có công đức của mình đó. Thì nơi này đã cho vợ truyền tài 38-83 ở miền Nam, miền Bắc đấy, nhưng không thấy ai tại lễ của chính. Rồi, điều đó mặc nợ của chính tôi không biết được được điều đó. Và một ngày mới rực rỡ tiền tài. Không có một ngọn gió nào. Thì tôi sẽ lên hương.
và để mình đặt đồ nó để cho với tiền tài rực rỡ 38 tám bạc ở miền mặn Nam, nhưng không thấy ai tại lại nơi cửu chính này, quay lại nỗi ốc cực lộ. Thì sự linh thiêng ở đây đã hiện diện điểm đến tiền tài. Về sự tâm linh ở đây rất nổi dây gà. Thì tiếp tục tôi sẽ lần hương. Thì ai có tiền tài ở đây đấy, 38 83 miền Nam, miền Bắc đó, 83 đấy rực rỡ tiền tài, thì ủng hộ tài lợi trên màn hình, ở trên màn hình hoặc dưới những tiền đều có để tài lợi. Rồi, tôi cũng mua chút bánh trái để mà tệ cô chín đây. Thì cô đã cho tiền tài khí linh rực rỡ, may mắn, quên là may mắn, nó đã khí linh, nhưng không thấy ai tệ lại nó cô chín này. Ngày hôm nay thì rất là bụi ở nơi một cung đảo như thế này, rất là bụi. Rồi đấy, bữa thì vừa 78 đấy, xem mặt xem cũng không hết video đó. Và để tiếp tục thì tôi sẽ lên hương để mà tài lệ. Thì ai có tiền tài ủng hộ tài lệ trên màn hình hoặc những nhân tin đều có để mà tài lệ đó. Thì đã cho vừa tiền tài 78 83 ở miền Nam đấy, miền Bắc 83 đấy, để mà chúc nhận khói cũng như cuối tuần nhiều để mà tài đạo cô chính, để mà rộ mặt đạo cô chính ở đây. Tôi không biết được điều đó, sự linh thiêng đã hiển hiện đã được tiền tài và thành công rực rỡ. Ngày hôm nay thì trời rất gió. Rất gió, ngày qua thì rất gió, nhưng hôm nay thì trời đang êm dần.
Rồi anh xin chia sẻ qua Facebook hoặc Zalo. Ai chưa đăng ký có thể nhấp vào chưa được đăng ký để theo dõi. Rồi, thì tôi đã đặt đồ đã xong rồi. Đó. Và một ngày mới, ngày 24 tháng 10 rồi đấy. Và ở đây, điều gì sẽ hiện lên, điều gì sẽ bất ngờ. Thì tôi cũng chưa biết được điều đó. Và sự lên tiếng ở đây đã đem đến tiền tài miền Nam, miền Bắc này. Ai tiền tài để tài là cuộc chiến này. Để rồi mặc nợ, tôi không biết được điều đó. Sự lên tiếng hiển hiện và hiện tại ở đây. Trời cũng không có một hộp gió nào. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Nam mô Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay đó, thì tôi cũng không thấy ai tại là nơi của chính này. Đó đã trao vào hiện tại 38-83 miền Nam, miền Bắc đây. Thì theo hôm nay tôi cũng mua chút bánh trái này, tiền diện bạc để mà tạo ra cái chuyện này. Và đất đai viên đặt thành vàng bổn sứ bạch mã thái giám quan trọng bất lị thượng rất đặc đại viên trứng đầu lộ cây cao bóng mát cô hai cô ba cô tư cô năm cô sáu cô bảy cô tám cô chín cô mười cô dư họ đào của cô bạch. Thì cô chín đã ngự tại này, đã hiển linh bậc như đã ngự tại này và phù hộ độ trì sự linh thiện tiện tài rực rỡ may mắn đem đến đó. Thì đã cho vào tiền tài đó mà không thấy ai trả lời. Thì sự linh thiêng hiển hiện một ngày mới, ngày 24 tháng 10 này. Ở phía trước là thủy sông Hải Lai Đồng Điện, Ấn Lai Thủy Mộc và Hà Bái Đại Dương, Vua Thủy Đại Dương, Mộc Triều Đại Dương, Hà Sai Thủy Phú và các điện thủy cùng trên ngũ giới biển chính cùng Hà Bái dưới nước. Ở đây là Lăng Bà để phù hộ độ trì sự linh thiêng tiền tài may mắn điềm định. Rồi thì trứng gà này sẽ đứng lên và đứng lên lúc nào đây cũng như tiền tài điềm định đó. Ai có tiền tài ở đây thì ta lại rồi thì bắt đầu không 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 một không hai vẫn chưa đúng không ba nhẹ nữa rồi không bốn không năm không sáu không bảy lại nghe không tám không chín lại nghe nó rồi số 10
thì anh tiền tài để ông hỗ trợ lại trên hình hộp ghi những tiền đều có để mở thẻ lẻ. 11 lại nghe nó rồi. 12 rồi, thị trường này đã đứng 12 21 đó, âm và dương 12 và 21 đã hiện lên ở đây, đã hiện lên ở đây 212 đó, 221 thì ở đây đã cho gì đứng 12 12 và 21 âm và dương thì lập một quy số miền Nam, miền Trung, miền Bắc đó, thì đã hiện lên một buổi trưa thành công rực rỡ, may mắn tiền tài. Ai được tiền tài đây để mà trả lời cuộc chiến này đó. Sự linh thiêng đã hiển hiện, đã cho những đứng lên tiền tài không cái gì thành công ở đây đây. Rồi thì tôi sẽ đốt tiền nhận bạc này. Thì điều gì? Điều này đã đem đến đây. Còn cổ chính thì tôi chưa biết được. Thì ai tiền tài đây để mà trả lại cái chuyện này? Thì tiền bạc diện mà tôi đã đốt xong. Thì một buổi trưa này đó, vượt hàng trăm cái số đến đây. Và tôi đã xin kèo thành công. Và đã đến nghiền hình, nghiền bóng của ngày hôm nay. Là một buổi trưa rực rỡ tiền tài 12-21 đây. Thì ai tiền tài để mà trả lời cuộc chiến này. Thì sự lý thiệt đã hiện nghiền. Thì ở phía ngoài có một con chim đã kêu đấy.